Chiều ngày 25 tháng 5, đoàn lãnh đạo tỉnh Con Tum do ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đảng Phật lịch 2567, dương lịch 2023, tại văn phòng Ban trị sự Chùa Huệ Chiếu, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Đi cùng đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại buổi thăm, ông Dương Văn Trang đại diện đoàn gửi lời chúc sức khỏe đến Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Thung Đức và các tín đồ Phật tử tỉnh nhà, đón mùa trảng sanh an lạc và hạnh phúc. Ông mong Phật giáo tỉnh luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và phát triển tỉnh nhà theo phương châm đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc hòa thượng thích quảng xã theo mặt chư tăng ni phật tử cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng nhân mùa phật đảng hòa thượng cũng mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo chính quyền cùng các sở ban ngành tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các công tác phật sự của tỉnh nhà được thành tựu